Hello, xin chào tất cả các bạn và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Thì các bạn đang thắc mắc tại sao lý do tại sao Lindy toàn bị cấm ở trong tất cả các rank là như thế nào. Thì mời tất cả các bạn hãy cùng một cái game này mình trận đấu này. Mình được team địch nhường cho Lindy. Đấy thì game này các bạn hãy xem sức mạnh bà đào của Lindy ở rank thách đấu này nó sẽ như thế nào. Về Lindy là một vị tướng có sự cơ động khá là cao. Mặc dù nó không có một vị chiếu có một cái chiếu khống chế cứng nào cả, hoặc không có một cái chiếu chạy nó thật, không có một chiếu nó lướt qua tương là gì cả. Nhưng đổi lại nó có sự cơ động khí vào bụi thì nó sẽ được tăng tốc độ chạy, và cái đám của nó gây ra là nó gây đám đến từ cái nội tài và đến chiếu 2 và chiếu 3 của nó. Nội tài của nó thì sau mỗi 3 đón đánh thì nó sẽ được cương hòa cái đón đánh thứ 3 lên, và chiếu 3 của nó thì cũng sẽ được dồn cái nội tài, và chiếu 2 của nó thì khá là mạnh ấy. Chiếu 2 của nó mà dầm bầy, chiếu 2 là một cái chiếu farm chủ yếu cho vị tướng Lindy này ở giai đoạn đầu game. Thì tất cả các bạn hãy nâng mắt cho mình cái chiếu 2 này. Và với lại thứ hai chiếu 1 các bạn hãy vào bùi thì các bạn hãy bật chiếu 1 cho mình để soi team địch ở đâu. Thì cái trận đấu này là trận đấu trận đấu top 5 thách đấu server Việt Nam. Thì để xem Lindy trong tay mình nó có bà đào như thế nào không. Game này thì mình không cướp được nữa, mình sẽ thiên hướng ở cái game này là mình sẽ đi gánh ở đường bot. Tại vì sao mình lại ưu tiên gánh ở cái đường bot ở cái giai đoạn đấu game? Bởi vì khi chúng ta gánh ở đường bot, chúng ta mãn được mạng thì đương nhiên chúng ta sẽ có thêm một cái trụ lợi thế. Bởi vì khi 3 phút đây mất tốc biến này ngon quá. Khi mà 3 phút trở về thì các bạn chỉ có phá được cái trụ bot với 2 người hoặc 3 người thôi. Còn các bạn nếu 3 người các bạn phá cái trụ được kinh công nó rất là khó. Đấy thì phá này mình sẽ rỉa trụ một chút, mặc dù là sẽ không ăn được cái trụ này. Đấy thì mình rỉa một chút thì mình vẫn cứ ở đấy, bây giờ mình sẽ rán con rồng thôi, chả có gì cả. Và tím địch đấy, 3 người ép trụ kinh công chả mất cái, không bao giờ mất trụ đâu các bạn yên tâm. Cho nên các bạn nếu muốn đánh ép trụ, muốn đánh cái bài ép trụ, các bạn không nên đi công đường kinh công, trừ khi các bạn có 4 người ở đó, các bạn phá trụ mà không có một cái sự kiểm soát nào của tím địch thì các bạn mới phá được trụ kinh công. Còn không thì các bạn đừng có bao giờ mơ là sẽ ăn được cái trụ kinh công. Đây con búa xanh của nó ra rồi, mình sẽ ăn, nhưng mà mình nghĩ có cái xin nó sẽ phá mình. Thôi mình sẽ ăn cái trụ này luôn. Đây bằng luôn, Liliana đây rồi, bằng luôn. Đấy, chơi hay quá, một màn. Đấy, các bạn có thể thấy chưa? Tím địch và mình hai cái di chuyển nó khác nhau, nhưng đổi lại mình đã có cái lợi thế rất rất mạnh, và có thêm một cái trụ kinh công. Và pha này chơi luôn đấy, có nội tài, tốc độ chạy, và mình sẽ bắn tới tá thì tấp tím nó luôn. Tốc biến làm cái gì, chạy đi đâu. Đấy, mình soi sáng các thứ thôi, được rồi, ăn một màn này thôi. Không giết, ôi sao mà gấu, máy mà có hồi sinh ấy. Được rồi, cái phá này khả năng về thôi các bạn đấy. Mình chúc tất cả các bạn có buổi chiều thật vui vẻ, và cho mình gửi đến lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn nào đã ủng hộ mình ở bên Cú Bé TV ấy. Thực sự là mình không biết phải nói gì hơn ngoài cái câu cảm ơn tất cả các bạn cả. Bởi vì tình cảm tất cả các bạn dành cho mình thì mình không biết phải làm sao cả. Cho nên mình tự nhủ bản thân mình sẽ leo top để tặng cho tất cả các bạn. Đấy. Và khi leo top xong thì mình đã nói rồi, mình sẽ mua thêm vài cái galan để cho tất cả các bạn vào chung vui. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là con Lindy này nó mạnh ở đâu? Nó mạnh ở đâu nhỉ? Ok, mình sẽ trả lời luôn. Con Lindy này nó mạnh ở cái chỗ kiểm soát bản đồ rất là tốt. Nó là một vị tướng kiểm soát bản đồ rất là tốt. Khi mà nó có chiếu 1 của nó và cái sự cơ động khi nấp vào bùi. Vị tướng Lindy này mạnh nhất của nó là khi combat ở trong cái giai đoạn ở giữa mid, hoặc là ở chỗ nào có bùi là ở đó là nơi có mắt mạnh nhất của nó. Bởi vì tận dụng một cái nồi tài, thứ nhất là vào bùi rầm thì nó sẽ tăng tốc độ chạy, với là nó thêm vào bùi rầm thì nó sẽ được tăng bắn hai đòn bắn khi nó được kích hoạt cái nồi tài của nó, và thêm cương hóa đòn đánh thứ ba nữa thì rất là mạnh. Đấy thì cái phá này mình sẽ ăn con rồng luôn. Các bạn có thể thấy là cái tỷ số mạng các bạn có thể nhìn là nó rất là cân bằng, nhưng mà có thể nhìn thấy con Lindy này nó kiểm soát bạt đô và nó lấy cái thị trần nó tím nó rất là mạnh. Đấy, đấy là cái điểm một chốt tại sao ở cái đánh thách đấu và kim cương các thứ nó toàn cấm vì tướng này là vì thế. Bởi vì tướng này nó với là các bạn phải hiểu là cái meta bây giờ là không phải cái meta mà gặp nhau là nền nhau, không phải cái meta gặp nhau là tảng nhau, không phải cái meta sinh ra là nền nhau đâu các bạn ơi. Cái meta game mua 7 này là cái meta phá trụ. Và làm sao để chúng ta phá trụ được? Đấy, chúng ta phải di chuyển. Meta này, mình sẽ gọi gọn trong hai chữ, đó là meta di chuyển. Đấy,
các bạn ăn nhau ở cả di chuyển, các bạn có thể thấy những cái pha mình di chuyển, mình lấy trụ của tiêm địch, không có một sự phản kháng nào của tiêm địch. Đấy chính là cái di chuyển. Đấy, đó mới là cái di chuyển ở những cái đánh cao này. Còn mình dù mà mình xuống cái đánh thấp, mình di chuyển mình thế không biết di chuyển ở đâu luôn đấy, bởi vì mình quen đánh cái đánh cao rồi. Bây giờ mà xuống cái đánh bạc và đánh vàng mà mình không biết đi đường nào cả, thật đấy, tê luôn. Đừng các bạn đừng có chủ quán. Các bạn mà xuống đánh bạc đánh vàng, các bạn đánh cho mình một game đi. Ôi dào ôi, nó ra nó sinh ra nó nền nhau đập nhau từ đâu trần đến cuối trần, sinh ra là tàng nhau, sinh ra là nền nhau, giống như kiểu ấy. Nó chơi theo một cái kiểu giống như kiểu la kiểu là giống như các bạn đập, nói chung giống như các bạn chửi nó từ trước ấy. Đấy, vào trận à, cái thằng này rồi vào trận tao không phàm, tao gặp tụt giết đấy. Các bạn có thể thấy là nó rất cơ động, chạy đi chạy lại các thứ đấy mới sẽ phá trụ. Các bạn có thể thấy là đây là cái đánh cách ở top 5 thì mình hôn hẹn dư hầu như những bước di chuyển của mình và những cái bước phá trụ của mình thì hầu như là không có tiêm địch phản kháng lại. Đấy là cách di chuyển. Thì di chuyển thế nào cho thông minh? Thứ nhất, làm sao di chuyển cho thông minh thì mình xin nói rằng là các bạn phải biết được tiêm địch nó sẽ đi đâu. Đấy, cái quan trọng là các bạn phải ôi vai chết, ôi sợi vai một cái phá kia rồi vai. Ok, mình sẽ giải thích thêm một chút. Các bạn phải biết tiêm địch nó sẽ đi đâu. Chẳng hạn mình sẽ quay lại cái đoạn đầu game các bạn nhé. Đấy, mình ăn con bùa đỏ và con slim nó ăn bùa xanh các bạn, đúng không? Cái đầu game ấy, quay lại đầu game một chút mình sẽ giải thích. Mình ăn con bùa đỏ nhưng mình sẽ tàng qua ăn con bùa xanh luôn. Khi ăn bùa xanh thì mình sẽ tàng ngược lại con bùa đỏ này và mình sẽ cống đường rồng, bởi vì mình sẽ biết rằng con slim nó sẽ có ăn con bùa đỏ và sẽ cống người đường kinh công đấy. Cho nên mình biết di chuyển nó à, mình suy nghĩ cái phá đỏ mình nên đi phản gánh hay là đi đường ngược lại thì chúng ta cái nào sẽ lời hơn. Ok, mình nhận thấy rằng cái đường kinh công sẽ không đáng ngại khi mà mình phản gánh cũng chả được cái gì cả. Ok, mình chọn cái phá đỏ mình sẽ gánh bót. Đấy, đây là cách di chuyển. Đấy, đó là một cách di chuyển đâu game. Chúng ta phải biết được tím nó, biết kiểm soát được thằng rừng nó đi đâu. Đấy, thì thực sự là cái này mình nói cũng rất là dễ hiểu thôi. Thì mong tất cả các bạn có thể chú ý đâu game. À, các bạn có thể chú ý đâu game ra. À, thằng rừng nó sẽ gánh ở đấy, thì chúng ta nên phản gánh hay là gánh đường đối diện, hoặc là chúng ta sẽ đi phám ABCX ý. Chúng ta biết nó làm gì và chúng ta sẽ chọn những cái đó. À, con này áp cá đâu. Chúng ta sẽ chọn những cái đó để làm sao? Để mỗi cái bước di chuyển của chúng ta sẽ có lời hơn cái di chuyển của tiêm địch. Đấy, đấy là cái sự chủ động, đấy là cái sự di chuyển. Đấy, các bạn có thể thấy những cái phá trụ rất là easy. Như bạn xem, như bạn chơi game các bạn nghĩ xem cái clip đây nghĩ đây là cái trận đánh thương nhá, hoặc đấy là đánh bạc à, mà nó phá trụ tiêm địch không ngã, không cả. Đấy, sẽ có rất nhiều bạn suy nghĩ như thế. Ok, nhưng mình khẳng định đấy là đánh thách đấu top 5, mỗi sự di chuyển của mình nó sẽ rất là chặt chẽ và có thể làm cho đối phương không kịp phản kháng lại khi mà mình phá trụ. Đấy, ôi khả năng là cái phá này thì sẽ phá cái trụ này thôi, vào phá đi anh em ơi, chả sợ. Ôi rồi giết luôn tí này chứ có cái gì nè. Trời ơi, đấy, phá trụ bề trụ rồi. Chắc chắn tiêm địch sẽ thua cái phá này khi có kinh công các thứ rồi. Ôi xời, giết đấy, con này rất là mạnh. Chết. Đấy, tiêm địch quét sạch rồi. Mình nghỉ clip sẽ để nó kết thúc rồi. Ôi xời, đầu hàng kìa. Ok, và chúc tất cả các bạn có clip thật là vui vẻ và chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật vui vẻ nhá. Chào tất cả các bạn ơi. Mai, yêu, bye bye.